địa bắt đầu dịch chuyển rồi. Một cú dịch chuyển rất sâu, Z cũng đã di chuyển rất kịp để có thể cover đồng đội. Đánh nhau diễn ra và Echo mất chiêu cuối chạy, tốc biến né sóng âm, địa vòng ra. Một tiếng tốc biến xong thú trưởng. AD bị Z đơm chết nhưng địa cũng đã đơm chết được AD phía bên kia cùng với lại vị trí của Kakali. Chiêu cuối của địa vẫn còn và Z đang quáng giật cái gì đó dính sóng âm rồi. Giật ngược trở lại rất xa và đó là một tiếng đổi bóng liên tục đến từ Z rất ảo. Pha xử lý cực kỳ ảo đến từ Z nhưng mà sau đó thì địa cũng có một tiếng highlight về phía bên kia. Sát thương là đủ với cú sóng âm vừa rồi. Địa đã có một tiếng né hóa đá cực kỳ hay. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Văn Tùng. Sau đây sẽ là một cái game đấu mà hôm qua có bạn khán giả trong lúc livestream thì có nhắc Văn Tùng, đó là địa 1 gặp Z99. Thì hôm nay mình xin phép được cắt lại game này để xem là cái cuộc đối đầu giữa địa 1 với cả một người chơi Z nổi tiếng như là Z99 ở bên phía server Hàn Quốc sẽ diễn ra như thế nào. Thì anh em đã xem thì đừng quên để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho channel của Văn Tùng nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với game đấu trong kèo đấu giữa Z của địa 1 và Z Best Z Hàn Quốc. Ok, xem Ngọc mà địa 1 mang nào. Ngọc địa 1 mang bước chân thần tốc anh em à. Đánh với Z nó cấu rỉa rất là khó chịu nên mang bước chân thần tốc. Đắc thắng, huyền thoại kháng hiệu ứng. Bên kia cũng là một đội hình có khá là nhiều khống chế. Chốt chặn cuối cùng nhá. Bảng phụ chúng ta sẽ có một cái tàn phá hủy diệt cộng với ngọn gió thứ hai. Gần như là mắc cái hồi phục rồi các bạn. Con set này vừa có nội tại hồi phục này, vừa có ngọn gió thứ hai này, vừa khiên Doran nữa này. Thì khả năng đi đường trụ đường rất là tốt, 10% tốc độ đánh, 5% năm sát thương cộng thêm và 6 giáp. Bên phía bên kia thì Z99 quyết định mang theo cho mình là Ngọc sốc điện khi đánh với Set. Thường thì khi đánh với các đấu sĩ tôi thấy là con Set, con Z này nó thường mang nó thường sẽ mang chinh phục. Nhưng cái kèo này lại thấy mang sốc điện anh em ạ. Sốc điện vị máu, mắt thay mà thợ săn tối thượng. Bảng phụ mang thăng tiến sức mạnh cộng với thiêu dụi nha anh em nhá. Sát thương 10 sát thương tay và thêm cả 6 giáp nữa. Mang giáp tức là biết rằng đánh với cả con Set rồi các bạn. Biết là Set đi khu đường giữa nên là quyết định mang mang giáp rồi anh em à. Để xem Cassiopeia cộng đúng không nhá. Cassiopeia cộng giáp luôn anh em ạ. Còn Akali thì chủ động đi với Cassiopeia nên là quyết định mang kháng phép rồi. Nhưng mà Cassiopeia nghĩ rằng có thể mình sẽ phải đối đầu cùng với một con Set khu đường trên và Akali sẽ là Akali khu đường giữa. Nên quyết định mang theo cái ngọc cộng giáp. Có thể, maybe hoặc là có thể là đánh với Akali chủ động mang giáp luôn. Bởi vì giáp cơ bản Cassiopeia nó hơi thấp. Còn kèo khu đứng giữa thì các bạn thấy là địa đã đẩy được 2 way rồi. 2 way này thì địa đẩy và mất tầm 1/3 cây máu nhưng mà đang hồi phục rất là tốt. Z đã mất một bình và ăn được 7 so với 10 chỉ số lính. Ở khoảng ra ban đầu thì Z nâng Q và E. Địa 1 thì cấp độ 1 nâng E và cấp độ 2 nâng W nha anh em nha. Cấp độ 3 xong thú trưởng đấm trái phải. Đây là một con set mang hồ báo. Đây là con set mang dịch chuyển như vậy thiêu đốt rồi nha anh em nhá. Nhưng mà con Z mà không tốc biến pha đấy mà bị đấm thêm 2 đòn nữa là cũng mệt anh em ạ. Nhưng mà Z đã tốc biến rồi nên địa quyết định xếp cái cuồng thú quyền lại. Ở đường dưới tam kèn hất tung rất khó chịu, sát thương là khá nhiều. Có dịch chuyển cover đến từ địa 1, ủi địa một chơi bao sân rồi. Đó là cú dịch chuyển ngược trở lại đến từ Cassiopeia và như vậy là đổi một. Quyết định ra Akali là găm phi tiêu vào con lính để ăn lính dưới trụ chứ không phải là găm phi tiêu để đu theo con Akali, à nhà con Cassiopeia. Như vậy địa 1 mất dịch chuyển rồi, mất thế đường giữa nha. Rồi con Z này nó có cơ hội comeback rồi anh em ạ. Địa ngủ đường dưới luôn này em. Way mid là về không kịp rồi. Đi xin ra đón dùm rồi. Về rồi. Đợt lính này cho AD farm an toàn thôi. Như vậy là địa đã mất đi một XP không hề nhiều, một lượng XP không hề nhỏ nhá. Hiện tại là 3.5 nhá. Z lên 4 rồi anh em ạ. Vừa chơi 4 lần nửa ống XP đấy các bạn, khoảng chừng 1 way đấy. Bù lại thì Akali sẽ là người được hưởng lợi trực tiếp cho tình huống dịch chuyển đến từ Cassiopeia. Đợt lính không phải là lính đóng băng nên là hiện tại Akali lên 4 và Cassiopeia đang 3.5 đấy anh em này. Mà lính đường trên còn lại là khá nhiều ạ. Biết nhất là đường dưới không chết pha đấy là ok rồi. Vẫn là không đều, càng như đánh giải ạ. Level 4 sắp có rồi. Để xem cái lối cộng ngọc, cộng điểm của địa 1 sẽ như thế nào nhé. Z thì tất nhiên là mắc quy rồi anh em ạ. 2W đẩy đường anh em ạ. Con Z này mà nó bị đẩy đường nó sẽ không ramming ra hai cánh được. Và tất nhiên là bị đẩy như thế nó không giết con Z này được. Echo vừa ghé nhẹ khu đường dưới.
Địa 1 đã đẩy trước một wave, bắt đầu di chuyển kiểm soát tầm nhìn, cắm mắt. Khoảng trống cho wave đẩy trước của địa 1 vừa được kiểm soát một con mắt cộng với một con mắt kiểm soát cắm ở sông nữa. Như vậy là hai điểm tầm nhìn cộng thêm cho địa 1 trong tình huống đẩy lính trước. Vẫn đang bung skill đẩy lính anh em ạ, 153 máu sát thương chuẩn. Bung skill đẩy lính rồi, Z bất lực rồi. Giờ giết con Z cũng không nổi mà đẩy lính thì cũng đẩy chậm hơn. Một wave đẩy nữa cho phép địa 1 ram lên cánh trên và tạo một sức ép lớn dành cho Cassiopeia. Z ramming theo bắt đầu. Uầy, tỉnh thế. Ông tướng này tỉnh thật sự ạ. Nó ramming theo mà nó phải trách bụi các thứ luôn á. Nó không chả chắc có mắt đây rồi. Nó quét mất có mắt cái địa 1 lấy một mắt thay ma luôn. Bây giờ thì địa 1 sẽ bị đẩy trước. Đây là wave Z bắt đầu di chuyển. Z di chuyển là địa ping, địa ping. Địa bắt đầu phải ping anh em ạ. Con Z nó bắt đầu đi trước sau địa rồi. Nó đi ngang qua mắt rồi này. Và nó bấm B về ở đây. Một pha bấm B về sau đó thì quay người trở lại khu đứng giữa rồi. Đợt lính sao có xe mà sao Z không về ta? 700 tiền chắc là xác định là về không đủ tiền để lên nhiều máu cho bị lắm nên là thôi bỏ. Băng trụ đường dưới rồi. CC đưa ra nó trượt gần như hết. Và đó là một tiếng Ash tốc biến thì vẫn phải lên bài nhưng team gỡ mạng có vẻ là tốt rồi. Ash đang không có đường lùi. Doggo đi đâu đây? Doggo double kill cho Lee Sin. Rồi nha, Z xuống không kịp. Sóng âm trúng triple kill rồi. Tiếng băng trụ có vẻ là hơi tai hại đến từ Echo. Trong khi đó khu vực đường giữa thì địa 1 đang chịu một quay lính đẩy trước và cấp độ 6 trước đến từ Z so với con Set này. Địa bị thu HP một way so với con Z nha anh em nhé. Nên Z lên 6 trước đều hết sức bình thường. Lên 6 trước lên chứ nhìn Z này nhìn nó hết muốn giết rồi anh em ạ. Đánh chắc thật sự ạ. Farm gần như ngang nhau rồi. Không có chênh lệch gì cả. Chênh lệch duy nhất xuất phát từ một đợt lính mất đi của địa so với con Z này về kinh nghiệm mà thôi. Z đổi bóng lên. Đó là một tiếng song thú chuồng làm choáng. Địa mất máu hơi nhiều còn cuồng thú quyền. Một pha bait rất tốt và Z99 đã không thể nào tỉnh táo nổi. Calm down bro, calm down bro. Con Lee Sin gank đường dưới xong ra đường giữa vẫn còn nguyên chiêu cuối. Pha gank hồi nãy thì nó chỉ ở level 5 không cần level 6. Echo tính one shot địa nhưng nên nhớ địa đã có chiêu cuối rồi nha. Địa bế luôn em ơi, bế luôn anh em ạ. Còn lính làm choáng kìa, đi bộ lại làm choáng. E lớp sóng ngầm vội cước. Lee Sin lượm thêm một mạng, mạng thứ 5 cho Lee Sin. Ôi con Lee Sin thần rồi anh em ơi. Echo level 5 ra gank có set level 6 nhìn hư cấu quá. Địa giờ này thuê diễn viên ở đâu nhở? Phải đấy nhìn là sẽ không đủ đam rồi. Ồ, quay lính tốt, quay lính tốt. Akali đã về nhà mua đồ và di chuyển trở lại một lần. Và Cassiopeia về quay này coi như đi hết quay sau nhau nhá. Mất quay lính nhau nhá. Ý, quay này có xe ông ơi, không bỏ được ông ơi. Mà bà mẹ cái quay lính này. Ở lại thì con Lee Sin lên nó ganh. Đứng lại thì cũng chán được lính nào. Mà về thì lại mất quay. Đứng dưới chúng ta xem lại một tình huống replay thì sao đây ạ? Quyết định đánh đến từ một bộ đôi Varus cũng như là Trundle nhưng mà hình như là Varus hơi out rank. Ồ, vẫn có đam. Hay quá. Vẫn đủ đam đến từ Baize để có thể có mạng sau đó thì tốc biến chạy được. Khó quá, khó cho Cassiopeia có hit HP. Hit HP sống qua ngày anh em ạ. Hit HP thì con xe rồi đấy. Z dạo gần đây đang đẩy trước so với địa 1 vì địa 1 vừa về nhà một way nhưng mà Z đẩy xong thì cũng không di chuyển ở đâu cả. Bot đối phương vừa bấm B về quay đường trên đối phương đóng băng như này lên hơi khó. Chủ động va chạm tới địa đấm đứt hơi ẩu nha em nha. Bây giờ mất đứt không sợ anh em ạ, nhìn con Set trâu như thế này. Con Z gặp mấy con đấu sĩ trâu trâu như con Set rồi, ngại giết quá anh em à. Mà là ngại giết mà giết nó không được ấy, không có đam ấy. Bung skill ra cấu rỉa thì nó cũng sẽ đẩy trước nó đi thôi. Đi một hồi nó về lại hồi full cây thôi. Cấp độ 6, Echo đứng rình, đã có những dấu ping đi qua mắt rồi. Đi qua mắt rồi ông ơi, thấy con Akali đánh như thế này là ông hiểu rồi. Chẳng có lý do con Akali không ăn con lính đấy cả Echo à. Z đi qua tầm nhìn luôn rồi. Tầm nhìn là địa cắm đấy nha, con mắt là địa cắm trong lúc đẩy trước này anh em này. Z chắc chắn là không ram lên cánh trên được. Echo vẫn đang đứng chia HP với con Cassiopeia. Rất mất thời gian. Đi vào bắt đầu khởi động sứ giả rồi, đứng giữa địa đầy trước rồi. Z cấu gì đấy sao nào, sao được bao nhiêu máu. À, hai phi tiêu cũng ra đam đấy. Nhưng mà sau đó thì nhìn. Sau đó thì nhìn con Set nó di chuyển lên trên thôi anh em ạ. Không làm được gì cả. Kèo này con Set đánh đúng thì chắc là con Z khó giết nó lắm anh em ạ. Bạn không nên đứng để farm lính bình thường ở đường. Bởi vì farm lính bình thường ở đường nó sẽ cấu gì bạn rất là khó chịu. Z này này. Bạn nên đẩy wave như địa, bung skill ra mà đẩy wave anh em ạ.
bước lên trước bạn áp lực bung skill ra để quay là được rồi. Đây, Z vẫn đấp này, Z vẫn đấp địa tốc biến áp chế về, Z đổi bóng được, chiêu cuối còn đổi bóng sang phía bên này phi tiêu. Chỉ là gây đam thôi chứ còn sao đủ đam anh em. Nhìn thấy nó không đủ đam giết ai rồi á. Giật ngược với cái bóng bên phía bên kia để có thể thoát khỏi Lee Sin. Sứ giả chơi ở khu đứng giữa. Lee xanh quá. Sứ giả chịu hồi khu đứng giữa để có thể lấy lớp giáp trụ thôi chứ lấy trụ thì không thể nhá. Trụ còn khá là nhiều máu. Kể cả tàn phá hủy diệt đi chăng nữa. Phải có hai tàn phá hủy diệt cũng vậy. Lấy được ba lớp giáp trụ. Hợp lý, tôi nghĩ rằng trong các cái lane khác đang không ủ lane boss thua 30 CS vậy ông. Với cái bối cảnh lane boss như thế này thì ok, giết con ác là hợp lý rồi đi ơi. Mạng cho Varus là hợp lý rồi, lane boss đang rất thọt rồi nha. Cần phải có mạng cho Varus như thế này để nó gượng lại. Chỉ cần kiểm soát được con Z này thôi các bạn, cho con Z lợi thế để nó kiểm soát con Z này thôi. Là coi như con Z này vô hại. Z này vô hại đầu game giờ này anh em này. Chưa có áp lực nào cả, còn bị bết một mạng nữa. Rất là đen. Gặp ngay người chơi này hơi cứng. Gặp ngay cái thanh niên này chơi đánh thư giữ mạng ghê thật sự. Giờ đang cầm 1.500 tiền đúng không? Nốt quay sau, căn quay xe về hai đi ơi. Căn quay sau về là chưa quay sau chưa phải quay xe anh em à. Còn W. Đây còn W nha. Không đủ đam. Lại mất thiêu đốt, lại mất dấu tư thần rồi. Nó quay này nó về rồi. Nó quay này về đóng đồ anh em ạ. Đóng đồ và con Z nhìn là nản liền. Echo lên canh đường trên, Lee Sin bị ngậm vào trụ rồi. Lee Sin đang có mạng sát đao rất là nhiều tiền, sóng ngâm, vô hình cước, nộ lòng cước các kiểu đến từ Lee Sin. RQQ đi ra những chỗ không người rồi. Tốc biến theo đến từ Lee Sin, hộ thể lên sóng ngâm sát thương là rất nhiều đến từ Lee Sin, có Lee Sin thần. Quay sau có xe, địa về quay này là đẹp em ơi. Đứng lại luôn là con Z này giờ nó cũng đúng vô hại rồi đấy anh em ạ. Echo canh được mỗi một mạng khu đứng trên, game đánh canh hay đánh giải. Ai à, double phi tiêu cũng hơi thốn rồi nha, cũng hơi rồi nha. Nó không còn chiêu cuối anh em ạ, ủi là hai phi tiêu nữa. Một cái W có Z đánh ra hai phi tiêu anh em ơi. Thốn thật sự ạ. Cấp độ 9, 30 điểm hồi chiêu. Với giày cộng với... giày cộng với ngọc anh em ạ. Với giày cộng với ngọc thì nó có được 30 điểm hồi chiêu, bắt đầu đúp nó hai phi tiêu rồi nha. Địa dịch chuyển trở lại đứng giữa luôn rồi. Dịch chuyển lại đón lính, đỡ mất giáp trụ cộng với đẩy quay trước đi chơi anh em ạ. Có mục tiêu nào không ta? Không có mục tiêu nào cả. Không có rồng, không có sứ giả gì cả. Thành ra quay này đẩy không biết đi đâu về đâu làm gì đây. Di chuyển cắm mắt. Phá được hai cái mắt thay ma. Về đẩy lại quay sau. Quay này có Z nó sẽ ra kịp và ăn lớp giáp trụ thì sẽ mất máu hơi nhiều nhá. Mất W nữa. Là xác định để đi quay này rồi. Lát thì rất tốt. Địa xác định đi rồi này. Mắt thay ma nhiều quá. Đường dưới đang có vẻ có biến hay sao. Z cũng đẩy vào đi quay này nha. Ping liên tục rồi kìa. Ping liên tục lẫn nhau rồi kìa. Hai mid đều di chuyển được. Z cũng có khoảng trống di chuyển để quay sau chưa ra anh em ạ. Mà khoảng trống sẽ không nhiều lắm đâu nhá. Địa có khoảng trống lên trên ganh con Cassiopeia. Địa còn cái W đấm sát thương chuẩn đó là 385. Cassiopeia hóa đá sau đó lên bảng rồi. Về mid chắc chắn là Địa sẽ mất giáp trụ cộng với mất lính. Nhưng mà nó là cái giá trả nó xứng đáng anh em ạ. Đứng dưới có đánh nhau siêu cuối đến từ Varus. Lại bằng tiện bắn ra. Ủa kết hợp hay vậy. Hiện tại thì chia sẻ thêm là Địa đang ở mức gần thách đấu thôi các bạn. Hôm trước lên thách đấu nhưng hôm sau lại tụt xuống rồi. Về đến nơi thì Địa bị mất đi tầm 4 đến 5 con, 3 đến 5 con lính gì đấy không nhớ. Tôi thấy là còn 4 con thì như đợt lính có xe đúng không. Nhưng mà còn 4 con thì đã mất tổng cộng là 3 con nhá anh em nhá. Mất cả xe đấy nhá. Tôi không biết là hit kịp cái XP con xe hay không nhưng mà chắc chắn là cái giá phải trả là như thế rồi. Mất giáp trụ cộng với... Ê, giáp trụ này còn 2 máu đây. Địa rất khó chịu, còn 2 máu giáp trụ anh em ạ. Thì đứng trước mặt lính nghĩ nó xỉa thốn quá, thêm phi tiêu đâu. Không. Bắt đầu đau anh em, bắt đầu vào máu anh em ạ. Thầy thép gai các thứ rồi mà vào máu thật sự ạ. Một đường dưới Nakali sẽ là lượng mạng con Tamken rồi ta. Nakali TP xuống à. Lee băng vào hộ thể ra rất mượt. Lee quá quái thú rồi.
Z tính xuống vét mạng nhưng mà không thấy cái mạng nó ngon cả, đành ngậm ngùi quay lại đường giữa vậy. Mỗi tình huống đẩy lính sẽ có khoảng trống để roaming, và mỗi pha roaming thì nó tùy vào thời gian đẩy lính của bạn, nó sẽ quyết định là bạn mất bao nhiêu. Như con Z vừa rồi ram xuống cánh dưới chưa kịp làm gì là về là mất một hai con lính rồi đấy. Đường dưới là đến hết chơi game rồi, hết chơi game nổi rồi. Z không một không, Z này không giết được một mạng nào anh em ạ. Thứ nhất là ram sang hai cánh thì đã bị cảnh báo, và thứ nhất là cái lính hai bên cánh hay là cái đợt cái cơ hội tấn công hai bên cánh nó rất là thấp. Giết con Z thì không thể rồi đấy. Mà đẩy lính thì cũng không nhanh mà có Z nữa. Z này toàn đẩy trước nó đi trước không à. Chỉ có điện đi gank đường khác chứ không có đường khác đi gank. Không có con Z đi gank đường khác được anh em. Đây là cái tính chất của việc kiểm soát quay lính đường giữa nha anh em nhé. Bên nào kiểm soát được lính tốt hơn, bên nào đẩy đường tốt hơn, thì bên đó sẽ có khoảng trống di chuyển hỗ trợ cho rừng, hỗ trợ cho top, hỗ trợ cho bot. Đấy, cơ bị gank, địa không có dịch chuyển rồi. Akali bị gank thì đúng hơn. Akali có mặt cùng với Lee Sin và thực hiện một tình huống phản gank. Cú hoa đá, sóng ngâm xong vội cước kịp. Tốc biến chạy, Lee Sin còn tốc biến sóng ngâm theo 1 cân 3. Đã có Suzu 1 xuất hiện và đó là một tình huống mà Z đến với giới tử thần. Sát down cái mạng này là rất nhiều tiền, phi tiêu các thứ sát tương là chưa đủ. Nó vẫn là chưa đủ, tốc biến qua dứt điểm đến từ Z. Đó là mạng dành cho Echo, sát down 1000 tiền đó. Đã có một tiếng địa xuất hiện với cú hủy diệt đấu trường. Đại băng tiễn từ xa bắn trúng, thôi xong con Shadow này, Shadow đi rồi. Đó là một tình huống tốc biến lên bắn đến từ Varus với thêm một mạng nữa dành cho team của địa. Tốc biến chạy đánh hạt thông nổ, Cherry Blossom rút lui được. Hai bên đều đổi mạng cả các bạn ạ. Có vẻ team địa vừa mất 3, trong khi đó thì team địch đã mất 2. Lần đầu tiên Z có khoảng trống để ramming và ramming được một cái gì đó. Với 2 assist các bạn ạ. Nhưng mạng nghìn tiền lại rơi vào tại Echo, cho team ăn được 6 mạng thì con Echo ăn hết 5 mạng rồi. Team địa ăn 15 mạng thì con Lee Sin ăn hết 10 mạng. Nhưng mà được cái là nhường con Varus này đang thọt 30 CS anh em ơi. Nhường con Varus được 3 xác cũng ổn. Z bây giờ thì cũng chỉ farm hòa thôi anh em ạ. Z rất là khó đánh bởi vì gặp ngay kèo khó rồi. Địa đánh kèo này chắc quá. Nó không có fit anh em ạ. Nó không có ăn thua đủ với con Z bên phía bên kia. Z băng thẳng vào giật ngược trở ra. Né thành công mũi tên xuyên phá cắt R2 theo đấm quy để đánh thế từ nhà đến trường rồi. Z đã đi bên phía cánh này thì Tam Ken đi theo dòng thuộc về Lee Sin. Echo rút lui bằng tình huống hạ thông nổ. Kèo này con Z mà muốn giết con Z cũng không dễ. Nhưng mà con Set này nó đẩy đường nhanh hơn con Z các bạn ạ. À. Và nó ramming sang hai bên cánh khó chịu hơn. Nếu bạn ăn thua với con Z mà bạn không giết được nó. Nhiều khi bạn chết ngược á. Mà con Z nó xanh lên nó đẩy đường nhanh hơn con Z, con Set này anh em ạ. Con Z nó xanh hơn thì nó sẽ áp lực rất là lớn ở khu vực đường và nó sẽ đẩy đường trước. Bạn bước lên bạn ăn lính nó sẽ bị nó giết. Bạn đành phải nhường cho nó farm. Và tất nhiên hai bên cánh của bạn sẽ chết liên tục. Đây kịch bản diễn ra trong xếp hạng đơn mà nhiều người đã từng phải đối diện anh em. Tầm này địa nó cầm dịch chuyển đẩy lẻ cánh trên rồi. Con Z cũng sẽ đẩy lẻ cánh trên giống địa nhưng mà nó bị cái là nó không có dịch chuyển các bạn ạ. Không có dịch chuyển nhá. Đến tầm này thì hơi khó kiểm soát con Z này một chút xíu. Nó sẽ chấp nhận việc bỏ farm để có thể đi gank. Nó sẽ chấp nhận bỏ những cái quay lính mà nó cảm thấy là không hợp lý hoặc là nó cảm thấy nó có thể hy sinh được để nó tạo áp lực. Và tất nhiên nó sẽ phải trả những cái giá như kiểu là chỉ số lính chênh lệch nó sẽ bị chênh lệch theo thời gian. Như ví dụ những cái quay như thế này. Hiện tại đang là 172 sang 171 này anh em này. Địa với dịch chuyển nó có thể đẩy ở đây thoải mái. Còn Z thì không dám đẩy lên quá cao. Hay là những pha tập trung tại mục tiêu thì con Z nó sẽ di chuyển thoải mái hơn đường cánh. Còn con Z thì nó sẽ bị cái là nếu mà nó di chuyển theo con Z này để lại một cánh á, nó sẽ không có dịch chuyển. Akali TP ra biết được gì đây. Team bắt đầu tập trung đánh nhau rồi này. Địa đang ăn cua, cánh này đang làm tiếng Lee Sin băng vài insect rất hay. Cherry Blossom đang cực kỳ yếu máu và đã phải lên bảng cả hai người trên đường dưới rồi. Z và Địa đang vờn nhau ở khu vực hang Baron, trong khi đó team băng trụ và diễn ra một tiếng thảm sát. Lee Sin có mạng tiếp theo sau đó đi ra với double kill.
Echo đổi mạng thành công nhưng đó là một mạng nữa dành cho Varus. Cánh còn lại thì địa đã ăn được cua và ép lui được con Z rồi. Áp chế luôn, đó là một tướng đổi chiêu cuối để giữ chân con Z lại. Cho Varus tiếp tục đẩy với sứ giả. Đến đây là lời rồi, đến đây là quá lời rồi. Ủa? Thôi không? Những cái mạng như này nó không bao giờ nó bỏ phí cả anh em ạ. Khát điểm hạ gục lắm rồi. Đầu game đến giờ khát lắm rồi đấy. Đầu game giờ tìm không ra một cái cơ hội nào để ramming, không ra một cơ hội nào để mà vét mạng, không ra một cái cơ hội nào để mà lấy cái điểm hạ gục ấy chứ. Bây giờ thì cơ hội đến thì không bỏ lỡ anh em ạ. Varus để láo một way thôi là đứng lại là chết luôn rồi. Không spell nữa. Còn cái heal, những kích cái heal chắc là không được. Không ăn thua. Một mạng rồi nha Z, mạng đầu tiên cho Z99. Mặc dù tranh rất là nhiều mạng nhưng mà tiền tranh không nhiều lắm anh em ạ. Còn Cassiopeia phải đang đẩy đường dưới, sau đó thì TP về cũng chết luôn rồi. Con Lee Sin hơi xanh. Con Lee Sin là hơi khỏe anh em ạ. Đây, Z sẽ phải lên đón những wave như thế này đây. Một phút nữa rồng ra nhá. Địa đang cầm tầm 900. Một phút nữa rồng ra thì để xem địa xử lý như thế nào. Một người lính đường trên đang cân bằng và Z không đẩy thêm được nữa. Vì địa bắt đầu ra mid rồi. Địa bắt đầu dịch chuyển rồi. Một cú dịch chuyển rất sâu và Z cũng đã di chuyển rất kịp để có thể cover đồng đội. Đánh nhau diễn ra và Echo mất chiêu cuối chạy. Tốc biến né sóng âm, địa vòng ra. Một tiếng tốc biến xong thú trưởng. AD bị Z đơm chết nhưng địa cũng đã đơm chết được AD phía bên kia cùng với lại vị trí của Kakali. Chiều cuối của địa vẫn còn và Z đang quáng giật cái gì đó dính sóng âm rồi. Giật ngược trở lại rất xa và đó là một tiếng đổi bóng liên tục đến từ Z rất ảo. Và xử lý cực kỳ ảo đến từ Z nhưng mà sau đó thì địa cũng có một tiếng highlight về phía bên kia. Sát thương là đủ với cú sóng âm vừa rồi. Địa đã có một tiếng né hóa đá cực kỳ hay. Cho bạn xem lại tình huống Z xử lý rất ảo bằng một tiếng giật R về, sau đó thì né vô ảnh cước. Địa quay người né hóa đá, sau đó quay ngược trở lại với hủy diệt đấu trường. Toàn tay to anh em ạ. Được, Z có pha xử lý rất ảo nhưng mà địa cũng có pha phản xạ rất là nhanh. Lách người né hóa đá, hủy diệt đấu trường các kiểu. 14 mạng cho Lee Sin rồi. Z cũng thính nhá, các bạn tưởng tượng cái way đấy mà con Z, cái way đấy nó ngay đây này. Mà con Z nó chạy ra đường giữa, nó thấy con set của địa bắt đầu di chuyển, nó bắt đầu nó có biến rồi. Nó thấy đồng đội nó đường giữa đẩy rất là cao. Bởi vì các bạn tưởng tượng pha đấy mà con set nó đi trước như vậy, mà con Z nó đẩy đường trên như thế này á, nó ăn cái wave này á, là con set nó TP xong đến đây rồi, là con Z sẽ xuống không kịp. Ôi à, RQ này chết giờ, Lee Sin ơi. Ây à, Z đứng chờ ở đây nhưng mà chọn Lee Sin là mục tiêu có vẻ là hơi khoai. Chiều cuối và đất được dùng. Z vẫn chưa lộ diện, người nằm xuống sẽ là Tam Ken, xác định đánh không nổi rồi. Ây da, đau. Không vào nha anh em nhé. Phải đấy giữ cái đầu lạnh nhá. Vào phải đấy là tôi sợ không ra được đâu á. Vào thấy con set này nó rờ một cái thôi là không có kịp phi tiêu gì đâu á. Đánh Z là phải đánh hơi được mấy pha giao tranh kiểu đấy anh em ạ. Akali R2 vào E2 vào sau đó lên bảng. Sóng âm trúng AD đổi mạng. Z99 vẫn đang chưa lựa được mục tiêu cho những tình huống dấu ấn tử thần của mình bên kia. Quá nhiều đứa khỏe, chiều cuối mắc tầm đến từ vị trí của Varus. Gồng một cú mũi tên xuyên phá nhắm vào hai thành viên cánh còn lại. Lee Sin băng thẳng vào 1-3 nộ lông cước chỉ được một người. Bắt buộc phải hộ thể chạy né được thành công. Quyền đang băng trự vĩnh cửu nhưng sau đó thì bị ngậm vào, bị nhả ra, bị mất máu Mustarak, bị lên bảng, mã shutdown cho Z99. Và sau đó sẽ là một tình huống mà địa xuất hiện. Một mũi tên xuyên phá sát thương là chưa đủ. Bị làm choáng bởi roi lưỡi rồi. Cassiopeia vòng ra hủy diệt đấu trường 3 người từ địa. Và sau đó nó bắt đầu đấm con Tam Ken, đấm con cá chê trước. Trundle lên bảng, Echo đi theo. Tam Ken lủi chạy được bằng một tình huống du ngoạn thủy vực. Và Varus có double kill với một mũi tên xuyên phá chuẩn xác. Đã có những dấu ping Baron rồi.
Ăn Baron hai người với lượng sát thương này của Varus có vẻ là hơi lâu. Đây có vẻ là hơi lâu. Z99 quyết định vào cướp bùa đỏ rồi. Tương tự người trở lại bùa đỏ cũng sẽ thuộc về cho team địa nếu cướp được. Z sắp hồi dấu tử thần rồi nha. Hiện tại dấu tử thần cấp độ 14 thì nó chưa được hồi nhanh lắm. Hiện tại nó là khoảng chừng 57 giây anh em ạ. Nếu như đó là cấp độ 16 cộng được 3 điểm nó sẽ là 45,45 giây. Lượng hồi siêu hiện tại đang 55 điểm nha anh em nhé. Có tam ken vô đây máu thì vào đây làm gì đâu. Ok à. Tốt. Diễn viên à? Ê ê ê ê ê. Không vào được đâu. Vào là hơi mệt đấy ông ạ. Đồng hồ có thì có thật nhưng mà bóng khói thì chưa. Vào quả đấy rất sợ không ra được rồi anh em ơi. Shadow đang di chuyển kiểm soát tầm nhìn điện đang đẩy cánh trên. Z ra mid rồi. Z thấy cánh trên sắp có biến rồi này. Z rất thính nhá, Z đi được nửa đường rồi này các bạn. Phải đi đứng lại đứng dưới mà ăn thua với con Akali là giờ này không có mặt ở đâu. Akali dịch chuyển lên khu cánh này. Và ngay lập tức Lee Sin đã chết rồi, người xanh nhất team đã nằm rồi. Địa vòng ra với cú hủy diệt đấu trường trong lúc bị hóa đá. Địa bắt đầu đấm Z dòng sớm tử thần. Sát thương đủ đến cho Akali. Đó là hai mạng rồi cho Akali và double kill dựng cọc băng rất tốt và rất có mạng đầu tiên và sau đó sẽ có thể là double kill. Set của Địa là người có mạng khi mà bên kia gần như vỡ trận. Khi Tam Ken chết lẻ khu cánh dưới không ai cover AD cả. Bây giờ Baron sinh ra thì Tam Ken lấy gì mà cướp. Chết lẻ có Lee Sin nhưng mà team vẫn đánh được. Thôi Baron đi mấy ông, tập trung chuyên môn thôi chứ giờ quan tâm con Tam Ken làm cái gì. Che cái roi lưỡi ở đó là được, đúng rồi xếp hàng ra bạn, đứng xếp hàng ra. Đứng xếp hàng ở hang Baron thôi. Che nào, che sóng âm nào, à nhập che. Che roi lưỡi nào, đang che anh em ạ. Quét con Tam Ken ở đâu là che ở đấy. Liếm nó luôn, liếm luôn con Tam Ken này. Liếm luôn con cá chê này. 9.000 tiền rồi anh em ạ, 9.000 tiền cộng với 3 rồng rồi. Ly thực ra vẫn còn rất là khỏe, địa nó hai món rưỡi. Bây giờ build cái gì ở món 3 thôi, giáp gai hay là kháng phép. Đang tính lên đại mãng xà nhưng quyết định là lên một cái giáp liệt sĩ rồi anh em ạ. Varus cũng đã ba đồ rồi. Con Z tính ra nó thua farm so với địa không nhiều nhá. Vẫn đi đẩy lẻ đứng cánh rất là ngon và không mất quá là nhiều lính so với cái dịch chuyển của địa. Nhưng mà được cái là di chuyển theo mục tiêu, theo team rất là hay. Chỉ có là team đánh bị thua nhiều quá, team fight toàn thua không à. Và đấu tranh con Z giờ đúng không biết là tìm ai làm mục tiêu luôn á. Ok, đã có mạng dành cho Akali rồi, người nằm xuống tiếp theo là Echo, không kịp chiêu cuối ạ, thôi xong rồi tan trận rồi. Lee Sin băng vào hộ thể, lướt phong linh chạy tốc biến dựng cọc băng, Z chiêu cuối vào. Sau đó thì lùi chạy mất tiêu, Z chỉ là đổi bóng mà thôi. Đi ra đây à. Đồng hồ, hay. Sóng âm đã được né rất tốt, Z đổi bóng lên vẫn có mạng cho Z99. Né thành công cú sóng âm nhưng sau đó thì chết chắc rồi. Xử lý đến mấy thì cũng chỉ đến vậy thôi các bạn. Không thể nào xử lý hơn được nữa rồi á. Thì cái giao tranh này có thể được coi là cuối cùng rồi. Thì phải cuối rồi. Đi xin hết R rồi, chỉ là hộ thể đánh tay thôi. Tốc biến sự cọc băng, địa mở giao tranh đẹp quá. Tam Ken nó ngậm con Z và làm cái gì không biết nữa. Varus thì tự tin mình có đồng hồ anh em ạ. Bấm đồng hồ hóa giải sát thương rất hay. Mà Z nó vẫn ba cái phi tiêu bổm. Ba phi tiêu đấy hả các bạn? Ủa tôi nhìn không ra nó là mấy phi tiêu nữa. Nhưng mà chắc là cái tầm phi tiêu pha này chắc nó không đủ để ba phi tiêu nữa. Tham mình cái đồng hồ rất là hay nha. Hai đồng hai phi tiêu anh em. Cái phi tiêu thứ ba ở đây chắc là có thể là không đủ tầm. Vẫn ăn được một mạng. Nhưng mà sau đó thì over rồi. Ly khỏe quá, Ly đầu game ăn 5 sát khỏe quá. Bot thì farm rất là tốt nhưng đến cuối game AD bên kia vẫn đang hơn mấy chục CS nhưng mà chết nhiều quá. Và con Z này giữ game nó vét được mạng chứ đi đường thì gần như bị vô hiệu hóa rồi. Z ăn cỏ rồi. Yay. Để tôi check đam cuối game xem là lượng sát thương hai bên như thế nào nha anh em nhé. Ok, lượng sát thương tôi tổng hợp được cuối game thì Z99 có 22.000 đam, Varus có 23.000, Lee Sin có 23.600. Đó là lượng sát thương cuối game nha anh em nha. Địa thì đóng góp được khoảng chừng 12.000 sát thương.
Và đây là game đấu diễn ra mà cho thấy là cái khả năng đánh cầm trịch khu đường giữa rất là tốt của Địa, đánh kiểm soát đường giữa rất là ngon, không bị Z nó solo kill quá nhiều, không có khoảng trống cho Z roaming. Và có con Lee Sin khá là thần, nó gánh thêm nó gánh cái boss này khỏe lên nữa. Ok, cảm ơn anh em vì đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo, và đừng quên để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho Phantom nha. Bye bye.